Thưa quý vị và các bạn, sáng nay cùng với hơn 22 triệu học sinh cả nước, hơn 332.000 học sinh trẻ mầm non của 530 trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nô nức khai giảng, hân hoan bước vào năm học mới. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng và tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường Trung học phổ thông Văn Giang. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Tại lễ khai giảng, các đại biểu, thầy cô giáo cùng các em học sinh đã được nghe thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi cho ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới. Chủ tịch nước mong muốn thầy cô, học sinh, sinh viên được giảng dạy và học tập trong niềm vui, hạnh phúc. Chủ tịch nước nhắn gửi học trò hãy xác định học tập là nhiệm vụ quan trọng của cả cuộc đời. Năm học mới, cùng với 1.107 học sinh khối 11-12 trường Trung học phổ thông Văn Giang chào đón 530 em học sinh khối 10. Các em đã nỗ lực phấn đấu, học tập trong nhiều năm qua và hôm nay được vinh dự trở thành học sinh của nhà trường. Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10, tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 11-12. Nhưng dưới sự quan tâm và lãnh đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, trường Trung học phổ thông Văn Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của nhà trường, tích cực đổi mới giáo dục một cách hiệu quả nhằm phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của học sinh. Trường đã có 25 học sinh giỏi cấp tỉnh, 2 học sinh đạt giải nhất cuộc thi tin học trẻ tỉnh Hưng Yên, 100% học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trong 447 học sinh khối 12 đăng ký xét tuyển đại học, có 462 em đỗ đại học đợt 1, chiếm tỷ lệ 97,47% trên tổng số học sinh đăng ký xét tuyển. Năm học mới, trường Trung học phổ thông Văn Giang quyết tâm thực hiện chủ đề năm học đoàn kết kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, thi đua lập nhiều thành tích tiến tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường vào năm 2025. Tại lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.